Xin chào anh em nhá, là em tuần này Dương giới thiệu cho anh em một cặp bồi cực kỳ ngon anh em nhá. Thật sự thì rất là lâu rồi thì em Tuấn mới lên clip bồi cho anh em, nay lên sóng cho anh em một con bồi được 1,5 tháng và một con bồi được tầm 7 tháng trong AV. Em tuyển nhà người ta trong AV 7 tháng rồi nhá, con ấy ở nhà người ta cực kỳ nhạy ché luôn. Tách AV ra cái mang lên giã nhẹ cái chơi luôn anh em ạ. Anh em cùng theo dõi clip nhá, phí này cực kỳ yêu thương luôn. Đây là một con bồi nó được tầm 6 đến 7 tháng nồng anh em ạ. Nó chính xác nhất là 6 đến 7 tháng AV anh em nhé. Con chim này này em bắt ở AV người ta ra về em thả vào đây luôn. Nó rất là gấu mà về nó ché luôn anh em ạ. Cực kỳ nhạy ché. Thật sự thì em không định quay luôn đâu. Mà thấy nó ché hai phát rồi, em mới đặt máy quay thì thật sự thì nó không đến nó ché nữa. Thì quay vội vội vàng cho anh em hôm nay lên khá là muộn. Vì bắt về nó khá là muộn anh em ơi. Con này thì ở nhà người ta đấu ché khiếp luôn anh em ạ. Nó kiểu dạng là chim như kiểu chim ngũ đoạn, không biết có phải ngũ đoạn không, nhưng mà thấy kiểu mào ngắn, đuôi ngắn, nói chung là rất là dị anh em ạ. Mặt rất là dữ, mào thì mào kiểu gần cui luôn anh em ạ. Nhìn như mà cui luôn anh em nhé. Con chim này nó là già rừng lên. Khi mà con này thì khi mà người ta bẫy thì nó, người ta bảo nó chơi cầu cánh mỏ ché cực kỳ khiếp. Nó đánh, người ta đánh dấu dây trong cái AV người ta vẫn để nguyên anh em ạ. Cả AV chỉ có một con này đánh dấu dây thôi anh em ơi. Thì em đến này em thấy nó ché khiếp quá thì em bắt luôn anh em ạ. Nói chung là con chim nó khá là dữ, nó rất là ok cho anh em nhé. Thật sự thì con chim này thì nó là một con chim nó rất là dữ luôn. Mà chim anh em phải hiểu, nó người ta cho ăn cắm gà gọi là không chăm một tí gì, lông lá gọi là te tua mà nó bẩn dã man luôn anh em ạ. Cả đàn nó đều bẩn luôn mà nó vẫn đấu ché khiếp luôn anh em ạ. Thật sự thì vừa nó ché hai phát nghe rát rạt luôn, em nó ché em giật mình luôn, em không biết ché luôn đâu anh em ạ. Thế em thấy ché em quay clip xong thì em có tách ra lồng luôn anh em ơi, kể cả cái là bung xòe ché luôn anh em ạ. Con chim cực kỳ dữ anh em, nhìn là lông lá nó hơi bẩn tí anh em ạ. Vừa em mới lùa ra nó vẫn hơi sợ một chút anh em ơi. Nghe anh em nghe ché luôn, quá là ok luôn. Một con bổi như này là tầm 6-7 tháng AV như này là quá ngon luôn anh em ạ. Thật sự thì em thấy nó ché gắt quá nên em mang đi ra em giật luôn với những cái con mộc dở các thứ anh em ạ. Lên dàn là dãi là đánh luôn, nó cực kỳ giữ chim anh em ạ. Nói chung con chim như này là quá đáng đồng tiền đúng không anh em. Ai đồng mốt cho anh em, nói chung những con này anh em nuôi về anh em cứ nuôi trong AV đợi nó lột lông ra đẹp mỹ mãn đi rồi anh em chơi anh em ạ. Nó ngon hơn rất là nhiều luôn, rất là ok luôn anh em nhá. Anh em nhìn này, chân thì em vẫn để nguyên cái dây vẫn chưa cắt đâu anh em ạ. Ok chưa anh em? Cây kè bên cạnh toàn chim cũng phải tầm 2 vụ rồi anh em ạ. Đó, có con bên phải này về 2,5-3 vụ rồi mà nó vẫn đánh bình thường anh em ơi. Nói chung là rất là ok cho anh em, rất là dữ anh em ạ. Vừa mới tách ra lồng được, chưa được lỗi nửa ngày luôn anh em ơi. Thì nếu mà chính xác nhất là mới được tầm 4 tiếng anh em ạ. Em mới tách ra được tầm 4 tiếng thì em thấy nó ché. Kè vào thấy nó ché cái là em mang đi ra em test thử luôn cái nhân phẩm xem nó có ok không anh em ạ. Nói chung là khá là ok cho anh em. Anh em nào yêu thích anh em alo cho em nhá, giao lưu 2 đồng mốt cho anh em và tặng cho anh em cái lồng em mộc vận chuyển cho đảm bảo anh em ạ. Những con này anh em về cứ nghe em Tuấn, anh em thả vào trong cái lồng nực ấy, anh em nuôi xong nông rồi anh em hãng tách ra. Đây chẳng qua em thấy nó căng, nó cứ gắt thì em tách ra để em test thử cho anh em thôi. Còn anh em theo em thì anh em cứ nuôi trong cái lồng nực dài đấy, cho nó thay lông cho đẹp mỹ mãn đi. Rồi anh em tách ra anh em chơi thì nó ok hơn rất là nhiều anh em ạ. 6-7 tháng AV, nói chung là con chim này là con chim người ta đã đánh dấu riêng là anh em hiểu rồi. Người ta bảo là ở ngoài đấu ché cầu cánh mỏ đánh rất là khiếp anh em ạ. Nên là người ta đánh dấu riêng một mình con này thôi anh em nhé. Nó rất là ok luôn. Anh em nào yêu thích thì anh em cứ alo cho Tuấn Hải Dương nhá. Lấy em Tuấn Hải Dương sẽ lên sóng cho anh em là 2 con. Một con ở đằng sau nữa, con đằng sau cũng rất là ngon cho anh em. Phí thì yêu thương hơn luôn anh em ơi. Anh em nào yêu con nào thì xúc con đấy anh em nhá.
con này thì mào gần như kiểu cui luôn anh em ạ. Mào rất là ngắn luôn. Rất là giữ chim. Con số 2 thì ở phía sau thì anh em cứ xem hết clip nhá. Nói chung em Tuấn thì lúc nào làm clip hơi dài thì anh em cứ xem và vừa xem vừa chơi anh em ạ. Đây rồi, ok, tiếp tục là con số 2 đây. Con số 2 này là chim bổi được tầm 1 tháng rưỡi anh em nhá. Con chim này thì lết đánh cầu cánh mỏ cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Rất là giữ chim. Con này là một con bổi cực kỳ nhẹ đuôi. Anh em nhìn để ý nhá, cuối đuôi nó đang thiếu mà nó rất hay cựa đuôi, rất hay xòe xòe luôn anh em ạ. Con này mà ra đủ đuôi em nghĩ là con chim cực kỳ nhẹ xòe. Vì con chim này anh em cứ xem hết cái clip về cuối clip ấy, nó chơi kiểu dạng chơi cánh bướm thì khả năng là khi mà con chim nó lông lá nó xong lông đầy đủ các thứ thì nó sẽ làm con chim chơi nét biểu diễn anh em ạ. Anh em để ý đuôi rất hay cựa xòe ra anh em nhé. Yếm nhất các thứ rất là đẹp anh em ạ. Con chim này con chim nhanh cầu, rất là đều anh em ạ. Lông mỏng cao cầu anh em nhé. Rất là giữ chim. Tốc độ mỏ ra cũng rất là tốt đấy anh em nhìn chưa. Lại cựa đuôi đấy anh em ạ. Rất hay cựa đuôi xòe như thế anh em ạ. Chẳng qua nó đang thiếu đuôi nên là mình không nhìn nó không được rõ đâu anh em ơi. Đấy, rất hay cựa đuôi luôn anh em ạ. Nói chung hàng tương lai cho anh em cực kỳ nhạy xòe anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích thì anh em cứ alo cho Tuấn Hải Dương, Zalo anh em 1450 anh em ạ. Thật sự thì hôm nay thì clip em quay nó hơi dài một chút thì anh em cứ xem vừa trải nghiệm anh em nhé. Anh em mê con nào thì anh em bắt con đấy. Con này thì em tả qua nhé. Mào đinh đá này, lông mỏng đoàn dài, yếm như các thứ rất là đẹp. Con này là con chắc chắn là nhạy xòe rồi. Mà cánh thì là cánh gà tre, cánh chạy gà tre anh em ạ. Rất là ngon. Anh em về nuôi lột lông thì cứ là gọi là ok đi. Nói chung là phí thì cực kỳ yêu thương cho anh em về chăm nông. Các bạn con này thì em trên nói luôn là cái lông lá thì anh em nhìn nó hơi te tua một chút thì em lại để giá yêu thương cho anh em. Còn con này nếu mà anh em lông lá nó đẹp thì chắc chắn thì em không bao giờ chia sẻ giá này anh em nhé. Vì anh em cũng biết là tầm bây giờ bổi giá rất là cao. Anh em cứ tham khảo các kênh khác, con chim bổi chỉ số vài dặm thôi 2 triệu anh em ạ. Khẳng định cho anh em luôn, không bao giờ trên YouTube có ai bán rẻ như em Tuấn anh em ạ. Còn anh em mua tầm 1 triệu rưỡi thì chỉ có mua bóng bộ con chim thôi. Còn với em đến với kênh em Tuấn thì anh em cứ xem và anh em kiểm chứng này, cái chất lượng con chim này, clip em quay này, test thái độ rất là chất lượng cho anh em. Chơi nó phải như cái máy luôn anh em ạ. Thì anh em mới chia sẻ cho anh em, nó phí nó rất là hợp lý cho anh em. Nói chung là thật sự con chim em nói luôn là cái lợi nhuận của con chim em rất là thấp anh em ạ. Để làm sao kết nối cho anh em những con chim chuẩn nhất về con chim này, chuẩn nhất về giá trị chứ em nói thật. Giờ lên trên YouTube này toàn các ông ngáo giá thôi anh em ạ, giá toàn giá trên trời. Mà không hiểu sao nhiều ông kiểu mới chơi các thứ vào kênh nghe bình luận này bảo là chim giá cao này kia. Thật sự thì anh em cứ theo dõi vài kênh đi thì anh em biết không có kênh nào mà rẻ như kênh em mà chim nó chuẩn và chất đúng cái chất lượng anh em nhé. Nói chung là tiền nào của đấy anh em ạ, chứ không phải là tiền một mớ mà chim có một chút đâu anh em ơi. Anh em cứ theo dõi là biết. Anh em cứ vào cái kênh khác, tiền thì một mớ tiền nhưng chim chẳng ra gì, chim toàn ôi trời ơi thôi anh em ạ. Còn anh em xem kênh của em cứ con chim chất lượng, tiền nó rất là vừa phải cho anh em. Rồi ok, anh em xem clip của em Tuấn thì nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hải Dương nhé. Em Tuấn xin chào và hẹn gặp lại anh em.